Những năm gần đây, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Đông, châu Phi luôn giữ đà tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Công Thương, các doanh nghiệp của Việt Nam vẫn chưa khai thác được tối đa tiềm năng hợp tác kinh doanh đối với khối thị trường này. Hàng Việt Nam còn yếu thế cạnh tranh hơn so với các mặt hàng cùng chủng loại của các nhà xuất khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Tại hội thảo giới thiệu thị trường Trung Đông và châu Phi, cơ hội giao thương và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Đại diện vụ thị trường châu Á, châu Phi Bộ Công Thương cho biết, nhiều nước thuộc khu vực Trung Đông và châu Phi có sức mua lớn, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nông sản, thủy sản, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, sản phẩm nội thất, dây cáp điện. Doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội hợp tác nhưng chưa khai thác hết các lợi thế với các nước khác trong khu vực, đặc biệt là các nước thuộc khối hội đồng hợp tác vùng vịnh GCC, nơi áp dụng thuế nhập khẩu thấp từ 0 đến 5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ bên ngoài khối. Để tận dụng hiệu quả những tiềm năng và cơ hội thị trường, đồng thời đối phó với các rủi ro thách thức các diễn giả tại hội thảo đều chung quan điểm rằng các doanh nghiệp cần chú trọng việc cải thiện và phát triển các kênh phân phối tích cực tham gia và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại như khảo sát thị trường tận dụng tốt các ưu đãi của hiệp định thương mại tự do fta sản xuất sản phẩm xuất khẩu có chất lượng quy cách và mẫu mã phù hợp với quy định về tiêu chuẩn chất lượng tiêu chuẩn bảo vệ môi trường thị hiếu và tập quán tiêu dùng của các nước